Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: rau dền cơm có tác dụng gì, cần lưu ý những gì khi sử dụng rau dền cơm. Nếu các bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, tìm hiểu đôi nét về rau dền cơm. Thì trong khi Trang mô tả về rau dền cơm, mọi người có thể xem hình ảnh minh họa cùng với Trang. Rau dền cơm thuộc dạng thân thảo, mọc thẳng, thân mọng nước, màu xanh. Từ thân có thể phát triển thành ra nhiều cái cành nhỏ. Lá đơn có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau, mọc so le. Hai bên mép lá nhẵn, một đầu hơi nhọn. Hoa mọc thành từng cụm đơn tính hoặc lưỡng tính, có 4 đến 5 cánh nhỏ. Hạt rau dền cơm nhỏ được bao bọc trong một cái lớp vỏ sừng. Khi hạt mà rơi xuống đất, hạt có thể bị chôn vùi một khoảng thời gian dài nó mới nảy mầm. Cho nên chỗ nào có rau dền cơm, mọi người thấy là sau khi mà chúng ta sử ăn những cái cây đó rồi, cái cây rau dền cơm rồi á, thì một trận mưa xuống thì bắt đầu thấy những cái mầm non nó nhú lên đó. Cây có một cái bộ rễ rất là khỏe, ăn sâu và bám chắc vào lòng đất để hút các chất dinh dưỡng cũng như là nước để duy trì sự sống cho cây. Thì đó là đôi nét về cây rau dền cơm cùng với hình ảnh minh họa các bạn ha. Bộ phận sử dụng của rau dền cơm là toàn bộ rễ, thân, lá và hạt rau dền đều được sử dụng để làm thuốc. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược về rau dền cơm cùng với Trang rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai. Rau dền cơm có tác dụng gì? Bây giờ chúng ta chỉ sử dụng rau dền cơm để nấu ăn thôi đúng không ạ? Nấu canh, luộc. Hoặc là bạn ăn cùng với những cái món lẩu vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tác dụng của rau dền cơm. Đầu tiên, xét về tính vị thì rau dền cơm có vị ngọt, tính hàn. Rau dền cơm có tác dụng gì? Theo đông y là theo y học cổ truyền đó mọi người nha, thì rau dền cơm có tác dụng giải nhiệt, làm mát gan, nhuận tràng, thông tiểu, lợi khí, trừ thấp, khai khiếu. Thì mỗi bộ phận trên cây đều được sử dụng với những cái mục đích khác nhau. Thân cây được dùng làm thuốc để trị bỏng nhẹ, làm tiêu mụn ngọt, lợi sữa. Còn lá của rau dền cơm thì kích thích tiêu hóa, điều trị táo bón, lông đàm, giảm ho, viêm họng và một số những cái vấn đề ở đường hô hấp. Hạt thì được dùng làm thuốc bắc, trị gãy xương, băng bó chấn thương. Thì đó là những cái tác dụng của rau dền cơm theo đông y các bạn ha. Thì tất cả những cái bộ phận trên cái cây rau dền cơm đều được sử dụng với những cái mục đích khác nhau. Thì dền cơm được dùng theo cách là sắc với nước uống hay là đắp ngoài da khi người ta dùng làm thuốc. Cái liều lượng được điều chỉnh tùy thuộc vào từng cái bệnh lý mắc phải. Ở đây thì Trang không có tìm được một cái liều lượng cụ thể để chia sẻ đến tất cả mọi người. Cho nên là chúng ta cần lưu ý sử dụng sao cho nó an toàn, hoặc là hỏi ý kiến của các lương y hoặc bác sĩ y học cổ truyền trước khi chúng ta sử dụng cho mục đích điều trị bệnh các bạn nhé. Phần thứ 3, cần lưu ý những gì khi sử dụng rau dền cơm. Thì có một vài những cái lưu ý kèm theo thôi. Thì dền cơm nó sẽ kiêng kỵ với những cái thực phẩm sau đây. Thì những người bị dị ứng với rau dền cơm thì không nên sử dụng.
hiếm khi nó gây ra dị ứng lắm, nhưng mà không phải là không có mọi người ha. Như là một số người quá mẫn cảm đối với dền cơm, khi sử dụng thì có thể gây mẩn ngứa, ngứa ngáy, khó chịu, hoặc là nổi về tai, sưng môi, lưỡi, họng khi mà họ ăn hay là uống những cái vị thuốc có chứa dền cơm. Rau dền có tính mát, cho nên những người thuộc thể hàn, bà bầu bị hư hàn, người đang bị tiêu chảy thì không khuyến khích sử dụng dền cơm với bất kỳ hình thức nào. Nghiên cứu cho thấy thành phần axit oxalic trong rau dền cơm có thể gây cản trở hấp thu canxi và kẽm trong cơ thể, và nó làm tăng nguy cơ gây sỏi oxalat. Vì vậy, bệnh nhân bị gút, sỏi thận, viêm khớp dạng thấp thì nên hạn chế sử dụng. Nếu như muốn dùng thì tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Nếu như bạn dùng liên tục trong một khoảng thời gian dài mà đen mắt thì cái bệnh mà trên kể trên thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều nhé. Rau dền cơm có thể chế biến chung với thịt ba chỉ, nó có thể gây ngộ độc mọi người nhé. Tránh kết hợp chúng chung với nhau, hoặc là tránh dùng chung một cái thời điểm. Các món ăn và những cái bài thuốc từ dền cơm sau khi chế biến xong thì nên sử dụng ngay hoặc là dùng hết trong một ngày, không nên hâm lại nhiều lần. Bởi vì cái thành phần nitrat có trong lá dền cơm đó có thể chuyển hóa thành nitrit, một chất có thể gây ung thư. Cho nên là chúng ta cần lưu ý khác. Những cái lưu ý này đó không thừa đâu mọi người. Khi mà chúng ta đồng hành cùng với Trang trên suốt những cái chặng đường vừa qua thì sẽ thấy rằng Trang sẽ phân tích từ cái lúc là giúp cho bạn nhận biết dược liệu, phân tích về những cái thành phần, những cái tác dụng, hướng dẫn cái cách dùng sao cho nó an toàn nhất, cũng như là có những cái lưu ý kèm theo, để mong rằng khi tất cả các bạn đồng hành cùng với Trang ở bất kỳ những cái video nào cũng vậy hết, đều biết được một cách khái quát về một loại dược liệu đó để sử dụng an toàn nhất. Và ở đây thì tất nhiên Trang sẽ không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào, cho nên chúng ta cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang nhé. Nếu các bạn thật sự yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thank you.